nay Nhung bay chuyến 8 giờ. Thế nhưng mà Nhung trải nghiệm cái xe buýt 104 từ khu vực Thủ Đức đến sân bay Tân Sơn Nhất, xe 104 rồi sau đó chuyển đến xe 104 từ chỗ khu công ty thép Thủ Đức hay là chỗ trạm ngã tư BRK đó đến điểm quân khu sân vận động quân khu 7, và từ đấy là chuyển sang xe 152 đến thẳng sân bay luôn. Hết có 14.000 thôi. Thế và hôm nay Nhung có thời gian cho nên là Nhung sẽ đi review một loạt các cửa hàng cho các anh chị nhé. Ở sân bay Tân Sơn Nhất có gì nhé. Đây là cửa hàng bán cơm cháy đây. Đó. Ở chỗ khu vực kia là cửa hàng Phúc Lâm. Nhung sẽ quay một vòng. Này, rất là nhiều đồ nhé. Trong sân bay Tân Sơn Nhất là rất là tiện. Rất là nhiều đồ. Và cũng không đắt đâu, mua cái vừa phải, cũng vừa phải thôi. Cái đồ này đẹp đấy, đi 3-4 ngày sinh. Đồ khói này, sinh. Đồ khói, đồ mây tre, rất là đẹp. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ đi lại một vòng nhé. Rồi anh chị cùng theo dõi với mình nha. Đây, cái khu vực này là Phúc Long Coffee Tea, làm coffee. Đó. Thế còn ở đây là cửa hàng The Coco Tea này, các loại bánh kẹo này. Đây, cửa hàng này bán đồ ăn này, phở này. Bên tiếp theo là cửa hàng gà rán này. Đó. Gà rán này. Gà nó cũng đây. Sân bay thì như này là giá nó cũng phù hợp, vừa phải. Đây, đặc sản Bến Tre, một gian hàng đặc sản miền Nam này. Mình Nhung sẽ vào đây xem là kẹo dừa Bến Tre, kẹo dừa Bến Tre. Đây, kẹo dừa Bến Tre. Hình như cái này là vị sầu riêng hay sao ấy nhỉ? Này, Nhung rất là thích ăn sầu riêng. Đây là cơm cháy. Đây là bánh phồng sữa này. Bánh phồng sữa Thanh Bình sầu riêng này, ăn liền này. Đây, bánh tráng trộn trà bông này, này cũng ngon này.
Em có thấy mọi người chia sẻ cái quán bánh mì này cũng khá là ngon và giá cả cũng phù hợp cả bánh mì Sài Gòn đấy. Có loại hoa quả, có phi cây. Chưa vào trải nghiệm lần nào. Hôm sau thì chắc là mình sẽ thử vào trải nghiệm của quán này. Hôm trước mình cũng đã thử một quán nào đó rồi. Mình sẽ đi một vòng nữa, đi một vòng. Đây này. Mình sẽ đi một vòng. Đây là đồ trang sức. Còn đây phố chợ thì phở đẹp ấy. Ngồi chỗ ngồi lịch sự, giá nó dao động từ 109.000 cho đến 130.000 một bát phở, một bát phở Huế. Bánh pía đấy, bánh pía chay và bánh pía đậu xanh, đậu sầu riêng. Thấy lát nữa chắc là mình sẽ ra mua cái bánh pía. Hôm nay cũng rảnh, mình chắc lắm là sẽ đi khám phá một vòng luôn. Phòng điện thoại của mình thì cũng gần hết pin rồi, nên phải di chuyển vào khu vực và chỗ có cái sạc ấy để đi sạc. Điện thoại nhưng sẽ quay tiếp vòng 2.